Làm việc không ngừng nghỉ, Hương Tràm đã tạo được nhà tiền tỷ. Hương Tràm vừa hoàn thành mục tiêu lớn nhất của cô, khiến khán giả ai cũng bất ngờ. Năm 2017 vừa qua, có lẽ là một năm thành công rực rỡ của Hương Tràm. Với nhiều thành tích đáng nể, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, nữ ca sĩ bất ngờ khoe được tài sản khủng mà cô vừa thực hiện xong. Theo đó, Hương Tràm đã đăng tải hình ảnh ngôi nhà mới lên mạng xã hội. Giọng ca Em Gái Mưa chia sẻ, cuối cùng đã có một nơi khang trang để đón bố mẹ con vào. Bố mẹ ơi, con làm được rồi, nhà của Tràm ơi. Hương Tràm khoe ảnh đứng trước căn nhà mà cô vừa sở hữu. Ca sĩ Bảo Anh cùng nhiều bạn bè đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cô nàng. Hương Tràm được biết đến từ ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của chương trình Giọng hát Việt. Sau 6 năm đi hát, cô đã tích góp cho mình một số tài sản có giá trị. Dẫu vậy, nữ ca sĩ không bao giờ khoe những gì mình có trên mặt báo. Không chỉ có nhà sang, vào đầu năm 2017, Hương Tràm còn đổi cho mình một chiếc xe hơi có giá 2 tỷ đồng. Phải nói năm 2017 vừa qua là năm cực thành công của Hương Tràm, đặc biệt là ca khúc Triệu Lượt Nghe Em Gái Mưa đã mang lại cho cô danh hiệu nữ ca sĩ được yêu thích nhất và cả bài hát pop ballad được yêu thích nhất. Phát sốt trước MV triệu view của Karik được chuyển thể thành Cải Lương, rất nhiều người hâm mộ ngạc nhiên trước sự ngọt ngào của ca khúc này ở phiên bản Cải Lương. Sau một tháng phát hành, Người Lạ Ơi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ca khúc này vẫn nằm trong top những bài hát thịnh hành của nhiều trang nghe nhạc trực tuyến. Bên cạnh đó, phiên bản MV đã đạt gần 92 triệu lượt xem trên YouTube. Không chỉ nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, Người Lạ Ơi còn được nhiều ca sĩ lựa chọn cover. Mới đây nhất, Người Lạ Ơi đã được nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ca lại theo phong cách cải lương mùi mẫn. Khác với bản gốc mang phong cách R&B, pha hip hop với phần thể hiện của hai dòng trẻ, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tự tin hát solo khi biến tấu hit đình đám thành phiên bản vòng cổ sâu lắng. Điểm mới trong Người Lạ Ơi qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, đó là nghệ sĩ 72 tuổi chủ động chỉnh sửa một vài câu hát để phù hợp hơn với phiên bản đặc biệt này. Bên cạnh đó, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng đầu tư thực hiện một đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh cô đang cô đơn, thi dạo quanh đường sách ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, chỉ vài giờ ra mắt, clip nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cover hit Người Lạ Ơi đã nhận được sự quan tâm thích thú của cộng đồng mạng. Nghệ sĩ Bạch Tuyết rất khéo léo khi thể hiện những ca khúc nhạc trẻ mang một phong cách hoàn toàn mới. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã từng cải lương hóa nhiều bản hit V-pop như Em Gái Mưa, Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng hay Đừng Hỏi Em. Bắt kịp xu hướng nghe nhạc của giới trẻ, người nghệ sĩ kỳ cựu này cũng đã thay màu áo cho Người Lạ Ơi, biến một ca khúc underground cực chất thành một bài cải lương ngọt lịm. Ngoài những lời khen dành cho chất giọng ngọt ngào của nữ nghệ sĩ, cư dân mạng còn trầm trồ thán phục khi Người Lạ Ơi còn thể hiện lại quá mới mẻ nhưng không mất đi cảm xúc mà tác giả muốn gửi gắm. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chia sẻ, tôi đã được những người thầy của mình dạy, cải cách hát theo tiến bộ, lương truyền tuồng xính sánh văn minh. Vì vậy, để cải lương đi cùng với thế hệ trẻ, cùng hòa chung nhịp đập của thời đại là điều tôi luôn mong mỏi. Ca khúc Người Lạ Ơi được nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác và hòa âm phối khí bởi producer Nemo. Có nội dung xoay quanh cảm giác cô độc của những người trưởng thành thời hiện đại và cách họ cộng sinh tinh thần khi tìm đến nhau. Sự kết hợp của những yếu tố giai điệu bắt tai từ đoạn rap ý nghĩa của Karik và Oray đã giúp ca khúc được ủng hộ nhiệt tình. Sau hơn một tháng ra mắt, hiện MV Người Lạ Ơi đã chạm mốc hơn 91 triệu lượt xem. Vợ chồng Ốc Thanh Vân tổ chức sinh nhật ấm áp cho cậu con trai. Ốc Thanh Vân đã chia sẻ hình ảnh ngọt ngào cùng ông xã Chí Rùa mừng sinh nhật con trai Út Cacao tròn 3 tuổi. Vừa là một diễn viên tài năng nổi tiếng trên cả sân khấu kịch và phim ảnh, vừa là một MC đắt xô, Ốc Thanh Vân là hình mẫu phụ nữ hiện đại thành công trong công việc. Không chỉ vậy, cô còn gây ngưỡng mộ bởi có một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống viên mãn của Ốc Thanh Vân và ông xã Chí Rùa sau gần 20 năm bên nhau khiến nhiều người vô cùng ghen tị. Trái ngọt mà cặp đôi này gặt hái được chính là ba thiên thần nhỏ xinh xắn lần lượt chào đời. Hôm 8 tháng 2 vừa qua, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ hình ảnh ngọt ngào cùng ông xã Chí Rùa mừng sinh nhật con trai Út Cacao tròn 3 tuổi. Nữ MC hạnh phúc nhớ lại, Vinh Hy của ba mẹ Ốc hôm nay tròn 3 tuổi, nhanh quá là nhanh em bé ơi, ngày nào còn là em bé da trắng môi đỏ mắt to, giờ con là một chàng trai rồi nè. Cao Thúi ơi, con đáng yêu lắm. Mẹ rất may mắn khi có con trong cuộc đời. Con chỉ cần bớt hung dữ và bớt ăn hiếp anh chị con là con tuyệt vời luôn. Ốc Thanh Vân hạnh phúc bên ông xã Chí Rùa trong ngày sinh nhật của con trai Út, Cacao tròn 3 tuổi. Giây phút ấm áp của gia đình khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ. Trước đây, Ốc Thanh Vân từng chia sẻ áp lực về công việc, về thời gian chăm sóc 3 đứa con đã khiến cho hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nhưng tình yêu thương đã xua đi những lúc giận hờn đó. Cặp đôi ngồi lại để chia sẻ, nói với nhau để cùng san sẻ mọi điều trong cuộc sống gia đình. Ngoài ra, ông xã đã phụ giúp cô rất nhiều trong công việc chăm sóc cho ba thiên thần để đỡ đần cho vợ. Hạnh phúc bình dị của gia đình nhà Ốc Thanh Vân khiến nhiều người mong mỏi có được. Cùng đi chơi với nhau, Trương Quỳnh Anh lại hành động như thế này với Tim. Mọi người đang rất thắc mắc và bất ngờ trước hành động lạ này của Trương Quỳnh Anh dành cho Tim. Thời gian vừa qua, chuyện hôn nhân của vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh luôn khiến khán giả phải quan tâm trong một thời gian dài. Bởi lẽ những thông tin về việc ly hôn hay nghi vấn ngoại tình của họ luôn xuất hiện trên các diễn đàn. Dù vậy, cặp đôi này vẫn nhất quyết không lên tiếng phản hồi điều gì. Mới đây, Trương Quỳnh Anh đã chia sẻ khoảnh khắc cô đi tiệc cùng các đồng nghiệp, trong đó có cả MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bức ảnh mà bà xã của Tim chia sẻ chỉ có 3 người, nhưng khi MC Kỳ Duyên chia sẻ một khoảnh khắc giống hệt như thế, thì lại có thêm sự xuất hiện của Tim. Điều này đã làm xuất hiện nghi vấn Trương Quỳnh Anh cố tình xóa đi chồng của cô trong bức ảnh. Kỳ Duyên chia sẻ cảm xúc của cô và nhắc đến cả vợ chồng Trương Quỳnh Anh. Đến hình cả hai cũng xuất hiện bên nhau. Về phần Trương Quỳnh Anh, cô chẳng nhắc đến ông xã trong dòng trạng thái hay bức ảnh mà cô chia sẻ. Thậm chí, có một vết xóa bên góc phải tấm ảnh làm cho khán giả nghi vấn cô đã làm mờ sự xuất hiện của Tim. Cách đây không lâu, tại sinh nhật của Trương Quỳnh Anh, Tim cũng có thái độ thờ ơ không mấy hào hứng. Từng lên sóng truyền hình khóc và khẳng định tình cảm với nhau, nhưng thái độ hành động này của cả hai đã góp phần thêm sự hoài nghi trong lòng khán giả. Người yêu Xuân Trường bị tố chảnh chọe, phát ngôn trẻ trâu, thiếu tôn trọng người khác. Vừa bị cư dân mạng soi ra người yêu 3 năm cách đây không lâu, thì mới gần đây trên một hội nhóm kín trên Facebook, bất ngờ bóc mẽ cách hành xử trẻ trâu, thiếu tôn trọng người khác của Nhụy Giang, người yêu 3 năm của đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường. Chàng đội trưởng của U23 Việt Nam gây ấn tượng cho hàng triệu fan hâm mộ Việt Nam và bạn bè thế giới bởi khả năng chơi bóng giỏi với những đường chuyền chuẩn xác, giúp đồng đội lập công. Anh còn có khả năng nói tiếng Anh như Tây, với vẻ ngoài lịch lãm như soái ca Hàn. Xuân Trường cho thấy mình là một người rất điềm tĩnh với những câu trả lời chín chắn. Ngay từ khi anh chàng này còn nhỏ tuổi, chính vì thế mà anh trở thành một hình mẫu lý tưởng, được mệnh danh là Red Quốc dân của rất nhiều cô gái. Nhưng cách đây ít giờ, tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến fan hâm mộ được phen bấn loạn và tiếc nuối. Khi nhiều cư dân mạng truy lùng ra danh tính của người được cho là cô bạn gái xinh xắn của chàng đội trưởng mắt hiếp đáng yêu này. Những bằng chứng được đưa ra khi trên Facebook của một cô gái tên Giang thường xuyên đăng ảnh tình tứ với bạn trai giấu mặt. Chàng trai này có vóc dáng và sở hữu những đồ vật cá nhân như mũ áo trùng hợp với trang phục của Xuân Trường đã mặc 100%. Thậm chí, bức ảnh Xuân Trường chụp ở khu vực trang trại nổi tiếng ở Hàn Quốc và đăng tải lên Instagram cách đây chưa lâu, chính là địa điểm mà cô gái kia chụp ảnh tình tứ với người yêu giấu mặt. Nhìn sự tương đồng giữa những góc chụp, ánh sáng trang phục, thì ai cũng nhận trường hiếp của chúng ta trong cả hai bức ảnh. Xuất hiện trên một group kín của mạng xã hội, trước những tò mò về chàng đội trưởng Xuân Trường, nhiều cư dân mạng cho biết rằng đội trưởng U23 Việt Nam đã là hoa có chậu và công bố chân dung cô gái xinh đẹp của Red Quốc dân. Theo những gì cư dân mạng tìm hiểu, cô gái may mắn ấy có tên là Ngô Mai Nhụy Giang, sinh năm 1993, hiện đang là sinh viên của trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, Đại học AMIT. Họ đã tìm ra được một số bằng chứng cho thấy cô gái này chính là người yêu chàng tiền vệ mắt hiếp Xuân Trường. Thêm một minh chứng nữa khiến dân tình tin chắc Xuân Trường đã có bạn gái, đó chính là anh không hề thả thính bất cứ người đẹp nào. Cuộc sống cá nhân riêng tư của chàng đội trưởng cũng rất kín đáo. Vừa đẹp trai lại dễ thương như Xuân Trường, có bạn gái cũng là điều dễ hiểu. Chỉ không biết cô gái nào đã may mắn có được trái tim của anh và tình yêu chung thủy của anh chàng này. Trước những thông tin này, rất nhiều chị em đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối và ganh tị với cô nàng xinh đẹp, được cho là của chàng rớt quốc dân, và Facebook của cô nàng cũng đã được nhanh chóng tìm ra. Mới gần đây, trên một hội nhóm ở Facebook, bất ngờ đăng tải bài viết được cho là bóc mẹ cách hành xử trẻ trâu, có phần lố lăng và phiếu tôn trọng người khác của người yêu Lương Xuân Trường. Theo đó, người này viết: Em bê ảnh từ pay khác, Inta này đã được xác nhận chuẩn an 100% Inta là bạn gái của Xuân Trường. Nick đã công khai, chỉ có 85 người follow mới xem được nên nghĩ chị muốn úp gì cũng được. Em nói thật, ngay từ khi bị phát hiện yêu, em đã thấy lời lẽ và cách hành xử của bà này quá trại râu, lố lăng, thiếu tôn trọng người khác. Sinh năm 93 mà kiểu sân si, thích khoe mẹ, thiếu chín chắn, chẳng cần biết học hành gia cảnh thế nào. Thấy về nhân cách, tâm thái là kém sang và kém Xuân Trường một trời một vực. Không hiểu sao một người như Xuân Trường lại yêu được cái bà này, đến uổng phí luôn. Đang bị sôi, đã khóa Facebook rồi, chắc ngứa mồm quá không chịu được, nên lên Instagram xàm cho bỏ công, mọc da non. Trường cố giấu giếm cư xử khéo léo bao nhiêu thì gặp phải con này muốn phá hoại hình ảnh bấy nhiêu. Tưởng thế nào, yêu đương này chẳng kém cạnh gì mấy anh kia. Bị bắt vía, mong chị Nhuệ Giang có đọc bài này thì làm ơn tĩnh tâm rèn luyện lại nhân cách, còn không thì buông tha cho Xuân Trường dùm. Em không phải fan của Trường, nhưng thấy Xuân Trường yêu chị thì uổng phí thay. Lời lẽ của Nhuệ Giang dường như rất ganh ghét với sự hâm mộ của các fan girl dành cho hí Xuân Trường.